hôm nay thì uh, lại có một cái tin liên quan đến gmt nhé gmt có cái động thái này các bạn này hợp tác với sonana thì nó đã làm cho uh, gmt có cái biến động rất là mạnh đúng không uh, sam uh, sam mà uh, pamin fly đã trả hàng triệu đô la cho luật sư của mình bằng tiền của khách hàng bị đánh cắp và đơn kiện này uh, uh, Algeria chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh BRIC thì cái thạch thế là cái liên minh BRIC này tại sao chúng ta cần chú ý tại vì cái liên minh này nó sẽ làm thứ nhất ấy là nó sẽ làm cho thế giới là có thể là tạo ra nhiều cực trước đây thì là thế giới là thế giới đơn cực đơn cực tức là đồng đô la ấy chiếm quyền chi phối và mỹ là 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 một cái, một cái cực mà ảnh hưởng rất là nhiều đúng không ạ bây giờ là cái sự nổi dậy của trung quốc này nga này và muốn phân chia lại thế giới và chuyển thế giới thành đa cực và hiện tại thì mỹ và nga uh, story trung quốc và nga đang là tập hợp lại một cái uh, uh, nhóm có tên gọi là brics sử dụng uh, đồng tiền chung chẳng hạn đấy thì gây ra cái sức ép đối với cả uh, đồng đô la ấy séc thì uh, cho biết phán quyết của thẩm phán rằng xrp không phải là chứng khoán là sai uh, thì hiện giờ thì uh, uh, séc vẫn có những cái uh, um, phát biểu ấy uh, chống lại uh, uh, xrp uh, không phải là chứng khoán ấy nhưng thực nghĩ là cái, cái việc này thì nó không ảnh hưởng lắm đâu À, ở đây các bạn nhìn thấy là cái nguồn cung M2 ấy, các bạn nào ở trong tài chính thì các bạn hiểu là cái nguồn nguồn cung tiền M2 là cái tiền nó được in ra ấy là cụ thể là in ra bởi Fed. Thì anh chị em nhìn thấy cái nguồn cung tiền M2 ấy, đó là cái đường màu xanh này này, nó liên tục tăng lên à, từ năm 2011 thì cái nguồn cung này luôn được tăng lên và giá của Bitcoin cũng liên tục tăng lên và giá chứng khoán các thứ ấy, liên tục tăng lên, tức là về dài hạn các bạn nếu các bạn chọn được cái sản phẩm tốt nó có nó có giảm ấy Nhưng sau đấy thì cái chu kỳ Dụ như là từ năm 11 đến giờ thì cũng hơn 10 năm thôi Các bạn nhìn thấy là Bitcoin đã tăng bao nhiêu lần rồi đúng không ạ Thì do cái nguồn cung tiền M2 ấy Thì anh chị em chú ý nhá Tiền hiện tại là liên tục đang được uh, uh, Bơm lên Thì ở đây thì thầy có thấy rằng là cái đồ thị giá của uh, Dogecoin coi các bạn này Đây là thầy đang sử dụng là Đồ thị khung tuần nhá thì khung tuần ấy đồ thị đo coi đang được nén rất là chặt và nó sẽ có cái sự bùng nổ rất là mạnh. Các bạn hình dung là cái khung tuần ấy nó càng nén càng mạnh thì nó bật lên càng mạnh đúng không? Các bạn sẽ chú ý cái này. Ở đây có cái thông tin là uh, Bitcoin nó uh, không phải thông tin mà các bạn hình, uh, quan sát là uh, khi mà uh, năm 2018 ấy um, Bitcoin nó mất cái mốc uh, mất cái mốc là cái vùng 6.000 ấy thì Bitcoin sau đó giảm 50% về cái vùng 3.000 sau đó khi mà nó vượt qua cái đường màu trắng này này Thì Bitcoin tăng rất mạnh Nó tương tự như thế Cái đợt mà Bitcoin mất cái mốc 32.000 ấy Thì Bitcoin đi xuống cái vùng cái hộp màu trắng này này Đấy và bây giờ Bitcoin đang có xu hướng Bật lên trên cái hộp màu trắng này Thì chúng ta sẽ chú ý cái mốc đấy nhé